Liệu hương vị của bột sữa có làm giảm đi sự thanh mát đặc trưng của trà Nhài? Hãy cùng tôi tìm hiểu xem sao. Đồ uống ngày hôm nay, trà Nhài sữa. Công thức của trà sữa: 150ml nước cốt trà, 30ml đường và 20g bột sữa. Khuấy đều. Một xúc đá. Đầu tiên, tôi cảm nhận được sự béo ngậy đến từ sữa. Sau đó, trỗi dậy trong khoang mồm là cái hương thơm, cái vị ngọt tự nhiên của trà Nhài. Quả là một sự kết hợp thú vị. Để hương vị của Nhài được đạt tới mức tối đa, trà Nhài bạc hà sữa ở bài học tiếp theo sẽ khiến bạn bất ngờ.